Tin giáo phận Vinh. Caritas giáo phận Vinh lắp hệ thống lọc nước tinh khiết cho một số giáo xứ trong giáo phận. Nhờ sự hỗ trợ của Caritas Việt Nam và quý ân nhân, Caritas giáo phận Vinh đã thực hiện dự án lắp đặt hệ thống nước lọc tinh khiết tại các giáo xứ Khe Gát, Yên Giang, Mỹ Lộc, Kẻ Mui, Kẻ Đọng, Làng Rào, Sơn La, Yên Hòa. Dự án bắt đầu vào đầu tháng 4 2018 và đến nay 26 tháng 5 2018, Ban Caritas giáo phận đã bàn giao cho các giáo xứ đưa vào sử dụng. Do hình thái thời tiết trên địa bàn giáo phận Vinh khắc nghiệt, hàng năm vào mùa mưa thường hay lụt lội, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn gây ô nhiễm cho nguồn nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn nhiều giáo xứ trong giáo phận. Bên cạnh đó, do thiếu ý thức của con người, nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Tình trạng nước bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của con người. Thống kê cho thấy, tỷ lệ người mắc bệnh liên quan đến ô nhiễm nước như viêm da, tiêu hóa, tiêu chảy và nguy cơ ung thư ngày càng cao. Nguyên nhân chính là do từng sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Trước nhu cầu thiết thực của nhiều giáo xứ, Caritas Việt Nam và quý ân nhân đã phối hợp với Caritas Vinh thực hiện dự án lắp đặt 8 hệ thống lọc nước tinh khiết tại một số giáo xứ. Thực hiện dự án này là một hoạt động bác ái, phát triển mang tính bền vững. Khi người dân có nguồn nước sạch để dùng và nước tinh khiết để uống hàng ngày, thì sẽ tác động tích cực tới sức khỏe và hạn chế được các bệnh tật, giảm thiểu được khó khăn về kinh tế. Caritas Vinh còn xem hoạt động trên là cơ hội để giúp nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức sử dụng nước sạch để hạn chế bệnh tật và thúc đẩy tình bác ái Kitô giáo trong địa bàn sinh sống.